Vào ngày 1 tháng 10, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hứng chịu mưa vừa mưa to kéo dài gây ra lũ trên các khe suối và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Tổng lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn từ 19 giờ ngày 30 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 giao động từ 67 mm đến trên 306 mm. Mưa lớn đã khiến các khe suối dâng cao gây ngập lụt các ngầm tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều địa điểm gây thiệt hại cho nhà cửa và sản xuất nông nghiệp. Đã có hơn 100 nhà dân phải di rời khẩn cấp, 17 nhà tại xã Mỏ Vàng, Viễn Sơn, Phú Yên bị sạt lở ta luy dương phía sau. Mưa lớn cũng tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tại các cánh đồng trồng ngô vụ đông tại xã An Thịnh, Đại Phác, Yên Phú bị ngập sâu, chưa thể đánh giá được thiệt hại. Cùng với đó, các tuyến đường tại các xã Yên Thái, Viễn Sơn, Nà Hậu bị sạt lở trên 10 điểm, bị ngập tám ngầm tràn, giao thông đi lại khó khăn ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra